Giao bóng là một kỹ thuật rất quan trọng trong tennis, bởi vì khi chúng ta có một quả giao bóng tốt thì chúng ta mới có thể bắt đầu được những tình huống đánh bóng của mình. Và trong tennis thì giao bóng được chia ra thành 4 loại chính. Đầu tiên đó là giao flat, đó là chúng ta sẽ đập thẳng vào quả bóng. Tiếp theo là giao slide, thì chúng ta sẽ chém vào một phần của quả bóng. Giao kick serve thì chúng ta sẽ lấy quả bóng từ phía bên trái sang. Và cuối cùng là giao topspin, là chúng ta sẽ lấy từ phần dưới của trái bóng lấy lên. Và trong video hướng dẫn ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị chúng ta loại giao bóng, đó là topspin, đó chính là lấy bóng từ dưới đi lên. Và đầu tiên thì để chúng ta có được một quả giao bóng thì các anh chị chúng ta phải có được một cái cầm vợt đúng. Và đối với quả giao bóng thì chúng ta có thể cầm vợt số 1 hoặc cầm vợt số 2. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị chúng ta hãy cầm vợt vào cạnh số 2 để thực hiện quả giao bóng topspin của mình. Và để chúng ta có thể thực hiện một quả giao bóng thì tôi sẽ chia nhỏ ra thành 4 giai đoạn chính, đó là tư thế chuẩn bị, mở vợt, tung bóng, tiếp xúc bóng và cuối cùng là kết thúc động tác của mình. Và đầu tiên thì ở giai đoạn chuẩn bị thì chúng ta sẽ đứng hai chân, chân trước, chân sau, chân không thuận chúng ta sẽ để trước và chân thuận chúng ta sẽ đặt ở phía sau. Chân sau chúng ta sẽ để song song với lại vạch baseline cuối sân này và mũi chân ở phía trước thì sẽ đứng check vào một góc khoảng 45 độ. Đây, tư thế chuẩn bị. Vợt chúng ta sẽ để ở phía bên hông người và tay cầm bóng chúng ta sẽ để ngay phần tim vợt ở tư thế như thế này. Tiếp theo sẽ là giai đoạn mở vợt và tung bóng. Thì ở giai đoạn này khi chúng ta sẽ bắt đầu đưa vợt từ dưới đi lên và mở vợt lên trên này, đồng thời tay cầm bóng của chúng ta sẽ đưa lên và tung bóng lên phía trên. Đây. Tiếp theo đó là giai đoạn tiếp xúc bóng. Thì ở giai đoạn tiếp xúc bóng thì vợt chúng ta sẽ bắt đầu hạ xuống phía dưới và đi từ dưới đi lên, đồng thời cơ thể chúng ta sẽ xoay về trước và đánh vợt lên cao ở vị trí tiếp xúc bóng như thế này. Tay trái của các bạn chúng ta hãy cùng chuyển động ngược lại theo tay cầm vợt. Đây, tiếp xúc bóng. Và cuối cùng là giai đoạn kết thúc. Thì ở giai đoạn kết thúc thì vợt của chúng ta bắt đầu sẽ hơi nghiêng sang phía phần bên phải và xoay xuống dưới. Đây, phía bên ngược lại của các bạn. Đây, như thế này. Rồi, tôi sẽ thực hiện là một lần nữa. Đây, tư thế chuẩn bị. Chân trước, chân sau. Vợt để phía trước người. Mở vợt, tung bóng. Vợt bắt đầu đưa ra sau và tay cầm bóng chúng ta sẽ đưa lên, mở vợt ra phía sau này. Tiếp xúc bóng, vợt chúng ta bắt đầu hạ đầu vợt xuống và đây, đánh quả bóng từ dưới lên, tiếp xúc bóng ở vị trí cao nhất. Và cuối cùng, kết thúc nghiêng vợt sang phía bên trái và đi xuống sang phần hông ngược lại của các bạn. Đây, như thế này. Rồi, và bây giờ sẽ là một động tác hoàn chỉnh. Rồi, một lần nữa. Chuẩn bị. Và trong ngày hôm nay cũng có huấn luyện viên Quang Khải sẽ hỗ trợ cho tôi trong việc thị phạm động tác kỹ thuật giao bóng. Xin chào các bạn, mình là Quang Khải. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ bước vào chi tiết từng giai đoạn, từng bước để có thể thực hiện một quả giao bóng topspin. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Và đầu tiên, để chúng ta có thể thực hiện được một quả giao bóng đơn giản hiệu quả thì các bạn, chúng ta hãy đứng ở khu vực giữa sân như thế này và chúng ta sẽ cầm vợt, cầm cán vợt ở phần trên của cán để chúng ta có thể có được một cái cảm giác bóng tốt nhất. Rồi, và sau đây huấn luyện viên Lê Quang Khải sẽ đứng vào tư thế chuẩn bị và đặt vợt, đặt bóng vào ngay phần tim vợt. Rồi đây, đấy, như các bạn đã quan sát. Rồi tiếp theo sẽ đến giai đoạn tung bóng. Thì ở giai đoạn tung bóng này, các bạn lưu ý chúng ta hãy đặt để tay của chúng ta luôn thẳng ra và không sử dụng cổ tay khi chúng ta tung bóng. Và khi tung bóng thì chúng ta chỉ cần nâng trái bóng nhẹ từ dưới lên trên theo đường thẳng. Rồi đây, sau đây huấn luyện viên Lê Quang Khải sẽ thực hiện quả tung bóng. Đó. Và các bạn lưu ý khi chúng ta tung bóng lên thì tay của chúng ta sẽ cũng nâng lên cao và giữ ở đây hướng về phía quả bóng. Rồi, chụp lại. Đó. Rồi, ok. Tiếp đến sẽ là giai đoạn tiếp xúc bóng. Thì thường thì chúng ta sẽ tung bóng kết hợp với mở vợt, nhưng để có thể thực hiện dễ dàng hơn thì tôi sẽ chia nhỏ ra là chúng ta sẽ mở vợt, đặt vợt lên trên vai trước. Đây, như thế, và chúng ta sẽ tung bóng lên và tiếp xúc bóng. Rồi. Đó. Các bạn lưu ý là khi tung bóng thì chúng ta cũng hãy tung đẩy quả bóng lên sao cho bóng nó nằm ở phía trên đỉnh đầu của các bạn. Bởi vì khi thực hiện quả giao bóng topspin thì chúng ta sẽ lấy từ dưới lên và vị trí tiếp xúc bóng của chúng ta sẽ là ở ngay phía trên đỉnh đầu. Đó. Và khi tiếp xúc bóng thì cánh tay và phần vợt của các bạn chúng ta hãy cùng vươn cao lên hết cỡ để chúng ta có thể tiếp xúc vào quả bóng.
Rồi. Và lưu ý, một lưu ý nữa là khi tiếp xúc bóng xong thì các bạn chúng ta cũng hãy dừng vợt ở tư thế trên cao như thế này. Chúng ta hãy từ từ kết hợp với lại bước kết thúc sau để chúng ta dần có được cảm giác bóng. Khi thực sự tốt nhất thì chúng ta mới chuyển giai đoạn tiếp theo là kết thúc bóng, kết thúc vợt. Rồi, sau đây huấn luyện viên Lê Quang Khải sẽ thực hiện thêm một vài lần nữa. Từ tư thế chuẩn bị, mở vợt và tiếp xúc bóng. Rồi, các bạn hãy chuẩn bị để mở vợt sẵn, tung bóng và tiếp xúc bóng. Rồi. Rồi, một lần nữa. Tung bóng, tiếp xúc bóng. Rồi. Ok, rồi. Và sau khi các bạn đã có một cảm giác thật sự tốt ở vị trí giữa sân thì chúng ta bắt đầu lùi dần ra về phía vạch cuối sân để thực hiện quả giao bóng của mình. Và các bạn cầm cán vợt, chúng ta cũng bắt đầu lùi dần về phía cuối cán vợt để có thể thực hiện hoàn chỉnh một kỹ thuật giao bóng. Đây. Và bây giờ thì huấn luyện viên Lê Quang Khải sẽ đứng ở vạch giao bóng để thực hiện quả giao bóng của mình. Và các bạn lưu ý là chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện đến giai đoạn tiếp xúc bóng là chúng ta hãy dừng lại. Và ở đây thì các bạn chúng ta hãy quan sát, huấn luyện viên Lê Quang Khải sẽ cầm hết cán vợt để thực hiện quả giao bóng. Đây, tiếp xúc bóng và dừng lại. Rồi. Khi các bạn đã thực hiện tầm từ 20, 25 hoặc nhiều hơn cho đến khi chúng ta nhuần nhuyễn thì các bạn chúng ta hãy kết hợp với bước cuối cùng, đó là kết thúc vợt ở phần hông ngược lại của mình. Bây giờ thì huấn luyện viên Quang Khải sẽ tiếp tục thực hiện kỹ thuật giao bóng với kết hợp thêm một bước là sẽ kết thúc vợt sang phần hông phía bên kia. Rồi. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn tung bóng lên thì bóng nó sẽ có một điểm dừng, và khi bóng hơi rơi xuống thì chúng ta mới bắt đầu đánh vợt lên tiếp xúc với bóng. Đây. Đó. Rồi. Rồi, tiếp xúc bóng. Đấy. Và một lưu ý, khi chúng ta bắt đầu thực hiện kỹ thuật giao bóng thì các bạn chúng ta không cần phải quan trọng về lực, và không cần phải quan trọng là chúng ta có giao bóng được vào trong ô hay không, hay là chúng ta có giao quả bóng vào một cái điểm nào khó hay không. Các bạn chỉ cần quan tâm một cái là chúng ta cuốn giao bóng qua lưới và bóng hãy đi ra thật xa để chúng ta có một cảm giác thật tốt với quả giao bóng của mình. Và sau này khi chúng ta bắt đầu nâng tầm lên, nâng cao lên và chúng ta đã có một kỹ thuật tốt thì các bạn hãy tiếp tục luyện tập giao điểm rơi hay là giao bóng vào trong ô. Vâng, và cuối cùng thì huấn luyện viên Lê Quang Khải sẽ thực hiện hoàn chỉnh một kỹ thuật giao bóng từ bước chuẩn bị, tiếp xúc bóng cho đến kết thúc vợt. Rồi, các bạn hãy cùng quan sát nhé. Đây. Rồi. Khi các bạn đã tiếp xúc bóng xong thì chúng ta hãy để vợt chúng ta tự nhiên đi xuống dưới và kết thúc. Chúng ta không nên quá gồng để điều khiển cái vợt của mình khi chúng ta đã tiếp xúc bóng xong. Rồi, các bạn hãy cùng quan sát lại huấn luyện viên Lê Quang Khải. Rồi. Và trên đây là các bước để thực hiện một quả giao bóng top spin cơ bản mà huấn luyện viên Lê Quang Khải cùng với tôi đã hướng dẫn và thị phạm cho các bạn. Thì ở những video lần sau thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật giao bóng flat, slide và kick serve. Thì các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của Golden Tennis Academy để nhanh chóng nhận được những thông tin mới nhất về các video lần tới của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.